Vâng, 200 tiếng đếm. 200 tiếng đếm. Vâng, thế buổi trưa cũng vậy và buổi tối cũng vậy. Mà tôi thỉnh thoảng tôi lại đưa ra bên cạnh này vì nó có cái huyệt. Thì tôi cứ ra tôi để thế này. Thỉnh thoảng tôi lại để ra một tí và tôi làm. Đến 200 tiếng đếm thì là huyết áp là tim của tôi là rất là tốt. Trước đây là tôi là chuẩn bị là phải đặt ten. Thế nhưng mà đến khi mà tôi làm cái này sau một thời gian khoảng 3-4 tháng đấy thì là tôi đi khám thì là tim tôi sáng chứ không phải làm gì nữa. Tim nằm bên phải là tôi không nằm được, nhưng tôi cũng phải nằm bên trái và nằm ngửa thì rất là mệt. Thế này khi làm thì là tôi thấy là tôi nằm bên nào cũng được. Sau đi kiểm tra thì là thấy tim mình rất là tốt. Bây giờ thì tôi nằm vô tư không vấn đề. Nằm như vậy được mấy tháng? Mà đi tôi được khoảng tôi làm khoảng 4 tháng. 4 tháng thì là có kết quả. Tôi hết khỏi lâu chưa? Khỏi được lâu rồi. Vừa rồi đi khám vì bách cách đây 3 tháng thì tôi không còn sao cả. Rồi. Tim là rất là tốt mà động mạch vành ấy thì lại sáng trưng, không có vấn đề gì cả. Rồi. Thế tôi hỏi bác sĩ là cái đoạn mà nó chuẩn bị để đặt ý, thì cô đã phải đặt chưa? Thì cái cháu bác sĩ bảo cô không phải làm sao cả, cô làm nào mà tài thế. Vì cô là bác sĩ. Tôi bảo tôi làm gì. Hay quá, nếu cho rằng có tài.